Hi, xin chào các bạn cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn Fish và mình là Mr. Fish. Ok các bạn, thì hôm nay là một ngày cuối tuần nữa và bây giờ là mình đang ở nhà của mình ở dưới Long An các bạn. Hôm nay thì bây giờ thì mình báo cho các bạn cái tin là mình đã chán cá rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua chơi kiển các bạn. Nghe lời của Hải ăn Hải. Hải ăn Hải để chuẩn bị qua Mai Vàng các bạn. Thì nói về Hải ăn Hải thì chút nữa mình vào clip mình sẽ cho các bạn xem cái gì về Hải ăn Hải nha. Ok, let's go. Ok các bạn, thì bây giờ là mình đang đi ra giường của mình các bạn. Đó. Phía trước các bạn đang làm một cái giường mai mà mình mới trồng các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Mai này là mua của Hải ăn Hải nha các bạn. Mai vàng. Lúc trước là cái này là cái vườn mít nè các bạn, Thái nè. Lúc trước là mình định là trồng mít Thái để bán mít Thái đâu này kia các bạn. Đó. Tuy nhiên là giờ phải đốn hết các bạn, nó không có kinh tế các bạn. Giờ nó quá rẻ, không ai mua hết luôn. Cái đó là cái cuộc đời của người nông dân các bạn. Người nông dân mà trồng cái gì cũng có vấn đề hết trơn. Này mình chuyển qua mình trồng một số mai vàng các bạn. Mai nè. Bạn nào mà muốn mai đẹp thì cứ qua Hải ăn Hải nha. Đó. Đây là một cái người bạn của mình các bạn. Một người bạn từ thời phổ thông. Đó, học chung trường. Đó, xong rồi cũng đi làm kinh tế đủ thứ. Xong rồi bạn cũng bắt đầu bạn tính tới cái chuyện là bạn trồng mai. Đó. Sau 10 năm gầy dựng á, thì bạn tách luôn khỏi cái môi trường làm việc công sở, bạn quay về á, làm với cây mai á, và rất là thành công ha. Bạn nào có xem kênh của Hải ăn Hải thì sẽ biết ha. Đó. Mà hồi xưa Hải ăn Hải không phải là tên Hải ăn Hải đó các bạn. Bạn tên là Hải Bánh. Hồi xưa là ở nhà bán bánh các bạn, nên anh em cứ chọc là Hải Bánh. À, chứ không có liên quan gì tới giang hồ nha các bạn. Hả? Cái này thì mình lên mô thôi, trồng sơ bộ vậy thôi. Trong vườn nhà mình thì hiện tại nó có những cái cây mai cũ các bạn, rất là nhiều. Thì sau này thì mình sẽ bứng lên, mình quy hoạch lại những cái khu riêng để mình trồng. Cái này thì một cái dự án riêng thôi. Rồi lại đây cho các bạn xem nha. Cái xoài, bưởi, này, cam, này. Mít thì vẫn để một số cây để ăn nữa rồi. Đây có một cái xoài lớn. Ở đây thì mình đang trồng tùng la hán. Tùng la hán. Trồng sơ bộ 50 gốc nữa các bạn. Thì từ từ thì mình sẽ uốn éo gì đó, cải tạo. Sau này về bán cà phê bậy chứ không có bán cá đâu các bạn ơi. Thành ra có mấy anh em nào mà tưởng mình đang bán cá lên cạnh tranh rồi này kia thì thôi nha. Không có bán cá đâu, mình mà chơi kiển thôi chứ mình không bán cá, chơi cá chứ. Nay chán cá luôn rồi. Nha. Đây là vườn nhà mình mà, đây đã có một cây mai chiếu thủy này. Đó. Hoa giấy, sung, còn hoa hồng. Đó, đây mai nè, tiếp tục là mai các bạn ha. Đó, chiếu thủy nè. Tùng la hán. Đây là tùng la hán đây nè. Đó. Bên đây thì cũng mai. Hoa sứ, mai. Đó. Cái mây nè.
Đây tiếp tục là những cây mai các bạn. Mai này là mai mai tạp ở trong vườn các bạn. Thì mình chơi thì chơi theo kiểu của mình nữa các bạn ha. Không có kỹ thuật gì nhiều đâu, cũng tốt nó ra bông mà được rồi. Chơi cho vui các bạn. Giờ thì chưa phải là thời điểm để đây là có mấy cây tùng. Tùng này là mình trồng đây rất là lâu rồi. Nó to rồi. Cái này thì mai mốt sẽ để trồng ở trước cửa rồi này kia đó. Trồng dáng trực thôi. Trực tàn không. Ở đây có một cái gốc mai nè, rất là thích nè. Đó, các bạn thấy gốc. Đó, ở nhà chơi thì tự uống thôi các bạn, chứ không có gì hết. Đó. Ở ngoài đây thì mình cũng có vài gốc nữa các bạn. Đó. Cái gốc này nữa nè. Các bạn thấy không? Mai. Mai vườn hết các bạn. Đây là cây mai tứ quý. Đó. Thích sao mà chơi vậy thôi các bạn. Đó. Chơi tự nhiên. À, cái này vô là mấy anh trồng mai, mấy anh lại nói cạnh tranh, mấy anh mình không có kỹ thuật gì hết nha. Không có chia sẻ kỹ thuật gì hết. Chơi là chơi thôi. Có trồng rau, rau sạch ha. Cái đu đủ, vườn nhà mình thì trồng đủ thứ hết. Đây là một mớ mai nhỏ nè. Mai nhỏ này thì mình có xin của mấy anh em mà chơi chơi mai các bạn. Những cái cây mai giống nè. Bông đẹp, này mai chiếu thủy. Khế nè, sung đó. Mình chơi đủ thứ hết nè. Đây mai chiếu thủy. Đó. Quấn thích sao quấn vậy thôi. Bạn cái rất là kỳ diệu nha. Nè, đây cái rễ nè. Đi theo nha, đi theo nha. Cực. Wow. Cây xanh nè các bạn, một cái cây xanh. Đó, nó trèo lên cái cây cây này chính là cây sake. Rất là đẹp ha. Rễ nè. Để tự nhiên các bạn để chơi luôn. Đây thì mình trồng lan rồi nè. Thích gì chơi đó các bạn. Nó nằm ở dưới tán cây vú sữa các bạn. Rất là đẹp. À, ở đây thì mình có một số cây mai nhỏ nữa nè. Này cũng là mai giống đẹp các bạn. Mình xin hạt rồi mình gieo. Sứ nè. Một số cây mai trong đó. Ở đây nữa nè. Nó quấn. Quấn tè le hột dưa thôi các bạn ha. Thích sao quấn vậy thôi. Vườn thì trồng cây ăn trái là chủ yếu, mình trồng sen vô. Đây nó có mấy cái tùng này. Tùng trồng sen vô để sau này các bạn. Khi mà mình hoàn thành dự án của mình thì mình đem ra mình trồng. Quy hoạch lại đây có cây mai. Mai này mai vườn hết rồi. Mai vườn hồi xưa còn các bạn, cây này. À, mình tiếc mình giữ lại chỉ để chi tàn nhánh cho nó lớn cây thôi chứ đẹp thì nó không đẹp đâu, nhưng mà mình tiếc mình không có bỏ đây nữa nè. Đó rồi, ở đây có một mớ sung sung rồi, mai nữa nè. Mai này cũng ương ra nữa nè. Đây là tùng mai kia thì trồng đậu bắp rồi này kia, đu đủ, chanh, vú sữa, dưa, đó. Đó thì như vậy để anh em biết rằng á là cái thú chơi là cái tự do của mỗi người các bạn ha. Mỗi người sẽ có một cái cách chơi riêng cũng và họ cũng không phải là họ chơi chuyên về một cái vấn đề gì hết, không phải là những nghệ nhân chuyên về một cái loại cá cảnh hay là chuyên về một cái loại mai, chuyên về một cái loại cây kiển. Mình là một cái người chơi thông thường thôi ha. Thì mình chơi làm sao mà mình thấy nó hay thì mình chia sẻ lên cho các bạn xem, giống như mình nuôi cá cũng vậy, mình cũng là chơi thôi. Lúc trước thì mình cũng có bán các bạn, lúc trước có bán nha. Nhưng mà sau này thì thấy cái môi trường buôn bán nó cũng rất không có hợp với mình nữa, ha. Thành ra là mình không có bán nữa. Giờ mình chơi mình thích thì mình chơi thôi, chơi làm sao thì mình chia sẻ cho anh em vậy. Cái chơi kiển này cũng vậy, cái trồng vườn này cũng vậy. Thì mình thích là cái kênh của mình nó như vậy ha. Nó chia sẻ những cái nào mà mình sở thích của mình.
thì anh em có cùng sở thích thì anh em có thể vào tham quan, tham gia, anh em có thể bình luận, chúng ta thảo luận với nhau để chúng ta cùng phát triển ha. Đó. Chứ không có cạnh tranh với ai hết ha. Mình nói cái clip này là để anh em vui vẻ. Có nhiều anh em vô gay gắt lắm, trời ơi, chửi này chửi kia rồi tùm lum hết, mà mình hiểu là các bạn đang làm cái đó là để có cái ý đồ như thế nào thì mình hiểu hết á. Đó. Thì mình cũng chẳng có cần phải gay gắt với mấy anh em ở đâu. Đó. Ok, chơi vui mà, có gì đâu mà. Nè, à. Hai cha con bữa nay đi thăm vườn. Nó phá nè, bắt đầu phá mấy cái vòi nước. Ok, cuối tuần vui vẻ, chúc các bạn và gia đình có nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Bye bye và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye. Bye bye cô chú đi. Bye.